Võ Tài Nhân, nô tỳ sai rồi, xin Tài Nhân trách phạt thật nặng. Người phạt thế nào cũng được, người đừng đuổi nô tỳ đi. Tài Nhân, nô tỳ biết sai rồi, ngàn vạn lần không nên bán đứng Tài Nhân. Cầu xin Tài Nhân tha cho nô tỳ một mạng. Tùng Đào, Tài Nhân không bạc đãi chúng ta, tại sao ngươi lại có mặt mũi bán chủ cầu vinh chứ? Tài Nhân, nô tỳ bị Dương Phi bắt được thóp, bị uy hiếp, không thể không làm việc cho bà ấy. Cho dù là vậy, nếu ngươi trung thành thì nên tìm ta để thương lượng kế sách đối phó, chứ không phải là chọn cách bán đứng ta. Tài Nhân nói đúng, chúng ta ở bên cạnh Tài Nhân đã hơn 10 năm, là người tin tưởng nhất của Tài Nhân. Sao ngươi có thể đầu quân cho Dương Phi phản bội Tài Nhân chứ? Nếu không phải Tài Nhân có đôi mắt tin tưởng nhìn ra manh mối thì lần này đã vì ngươi mà rơi vào bẫy của Dương Phi rồi. Tỷ tỷ mắng đúng lắm, là Tùng Đào hồ đồ, bị mỡ lợn che mở con tim. Nhưng Tùng Đào không hiểu, 10 năm nay Tùng Đào vẫn luôn trung thành tận tâm với Tài Nhân. Tài Nhân làm sao phát hiện được nô tỳ có lòng khác? Vốn dĩ ta đối với ngươi không hề nghi ngờ gì, chỉ là mấy ngày gần đây ngươi rất quan tâm đến lễ phục dùng cho lễ Vu Lan, nhiều lần dò hỏi, ta càng cảm thấy kỳ lạ. Nếu ngươi muốn biết thì ta nói cho ngươi nghe. Ta cảm thấy vẫn là bản vẽ mẫu đơn này là tốt nhất. Mẫu đơn vua của những loài hoa, hoa nở phú quý. Nếu Võ Tài Nhân chọn bức này thì nô tài cho rằng có thể dùng sợi tơ vàng quý giá để thêu cánh hoa mẫu đơn, dùng ngọc thiên sơn để khảm lá mới có thể thể hiện được sự quý phái của nó. Không ngờ ngươi không chờ đợi nổi, đã đến chỗ Dương Phi báo tin. Nếu không phải Ngọc Liễu đi theo ngươi nhìn thấy ngươi vào cung cẩm lạc, ta vẫn không dám tin là Tùng Đào hồ đồ. Xin Tài Nhân nể tình Tùng Đào đã hầu hạ người 10 năm mà tha cho nô tỳ lần này. Nô tỳ thề từ nay về sau nhất định sẽ trung thành một lòng với Tài Nhân. Nếu còn có hai lòng sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thể thốt là thứ vô dụng nhất trên thế gian này. Nếu ngươi đã chọn bán đứng ta, thì điện hàm trì này không thể giữ ngươi được nữa. Để tình ngươi đã theo ta nhiều năm như vậy, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Chỉ là duyên phận chủ tớ giữa chúng ta từ nay không còn nữa. Ngọc Liễu, đến nội thị viện tìm Phan Tần Hải, nói là Tùng Đào đã phạm lỗi trong điện. Bảo Phan Tần Hải tự quyết định điều đến nơi khác đi. Vâng.
Tài nhân muốn đuổi nô tỳ đi ra khỏi điện Hàm Trì chính là lấy mạng nô tỳ rồi. Dương Phi nhất định cho rằng nô tỳ và người liên thủ đưa bà ta vào chồng nên mới bị trách phạt như vậy. Dương Phi sẽ không tha cho nô tỳ đâu. Rời khỏi điện Hàm Trì, mất đi sự che chở của người, vậy nô tỳ chỉ còn đường chết thôi. Dương Phi có thể tin ngươi không? Ngươi giải thích với bà ấy thế nào? Có thể giữ được tính mạng không? Đó là bản lĩnh của ngươi. Bên cạnh ta tuyệt đối sẽ không giữ lại nô tài không trung thành. Ngươi đi đi. Tài nhân, đi thôi. Tài nhân, đi. Ngọc Liễu, cầu xin tỷ, thì giúp ta cầu xin tài nhân đi. Để tình ta đã hổ hạ tài nhân thời gian dài, cứu ta đi, cho ta một con đường sống. Sớm biết có ngày hôm nay thì hà tất lúc đầu lại làm vậy. Tài nhân không đánh chết ngươi đồng ý thả cho ngươi đi đã là nhân từ lắm rồi. Sau khi ngươi rời khỏi điện Hàm Trì thì tự mình cầu phúc đi. Ngọc Liễu. Dương Phi, nô tỳ đã nghe ngóng rồi. Thái tử đúng là hết lòng cất nhắc tiểu động tử, thường có ban thưởng, còn triệu hắn đến Đông Cung uống rượu. Tiểu động tử này vốn là người của Bất Lộc Viện, xuất thân hèn kém, vừa mới đến Thượng Phục Cục không lâu, đã trở thành người thân cận của Thái tử và Võ Tài Nhân. Nghe nói hắn ở trước mặt Thái tử, ăn nói còn lọt tai hơn Vương Phục Thắng. Lần đầu tiên ta gặp tiểu động tử ở Thượng Phục Cục, đã cảm thấy hắn trông trắng trẻo tuấn tú, vẻ mặt đầy tâm cơ. Quả nhiên là một tên có thủ đoạn, cũng không biết đã cho thái tử uống bùa mê thuốc lú gì. Trong cung có tin đồn thái tử thích nam nhân không? Nô tỳ chưa từng nghe nói. Tin đồn chính là từ miệng truyền ra. Nô tỳ biết nên làm thế nào rồi. Sư phụ bị trọng thương chưa bình phục, muốn đổi nhi thay người làm bức bình phong cho vi phu nhân. Đổi nhi không dám qua loa, đã tốn 2 ngày để vẽ bức tranh cảnh chợ Tây này. Vi phu nhân thích cảnh trí phong tục, dùng bức này làm bình phong rất phù hợp. Vẽ đẹp lắm. Nhưng ngươi định dùng kiểu thêu gì để thêu? Bình phong trong nhỏ thấy lớn, vì vậy dùng cách thêu vô tích là thích hợp nhất. Chỉ là tài nghệ của Đồ Nhi có hạn, xin sư phụ truyền dạy cho Đồ Nhi kỹ năng thêu thùa. Kỹ năng thêu thùa không những cần đòi hỏi kỹ thuật, mà còn cần thiên phú. Đó không phải là chuyện một sớm một chiều là làm được. Kiểu lúc gấp rút mới ôm chân Phật như người thì vô dụng, phí công vô ích, chỉ bằng nhân lúc còn sớm đổi cách thêu thực tế hơn chút đi. Cô ấy về rồi, đúng vậy. Ta nói mà, bà ấy nhất định sẽ không dạy đâu. Chắc không đâu, đúng vậy đấy. Thật sự không dạy cô ta kìa, trông đến là đáng thương. Có gì mà đáng thương chứ, tư chất của cô ta không tốt, dựa vào đâu mà phải dạy cô ta. Đúng vậy. Yên Nhiên, qua đây. Ta đã nói rồi mà, chắc đại gia nhất định sẽ không dạy cô ta đâu. Làm khó thất nương tỷ tỷ rồi, đưa hết cảnh sắc của chợ Tây gói gọn vào đây. Thực sự chỉ có cách thêu tinh xảo mới có thể truyền tải được. Từ thời cổ đại dạy hết cho đồ đệ thì sư phụ chết đói. Chắc đại gia nhận thất nương làm đồ đệ, một là vì Lâm Thượng Phục không ngừng gây áp lực, phải có người kế thừa tay nghề may vá. Hai là vì con người thất nương rất tốt, biết hầu hạ. Đúng vậy, đúng thế. Mọi người có từng nghe nói lời đồn liên quan đến tiểu động tử không? Nghe rồi, lời đồn gì vậy? Ta nghe nói, mấy người cũng dám ăn nói linh tinh chuyện liên quan đến thái tử, mấy người không sợ bị rơi đầu sao?
Cái này cho huynh. Ta trước đây đồng ý với huynh sẽ tặng quà cho huynh. Gần đây thượng phục cục bận chuyện lễ Vu Lan, bận quá nên chỉ hoãn, giờ mới làm xong. Đa tạ. Thực ra không cần gấp rút như vậy đâu. Ta biết gần đây thượng phục cục khá là bận, cô đừng làm việc mệt quá, cẩn thận không hỏng hết mắt. Cho nên ta trong lúc bận rộn đã vội làm đó, huynh phải khen ta đi. Được, ta khen cô. Nhưng mà sau này không được may áo cho người khác đâu đấy. Tại sao chứ? Bởi vì nam nữ khác biệt. Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, áo này là đồ dùng cá nhân. Vậy ta không tặng cho huynh nữa. Tại sao chứ? Huynh nói nam nữ khác biệt, nam nữ thụ thụ bất thân. Huynh cũng là nam nhân, đương nhiên là không thể tặng cho huynh rồi. Ta không phải là nam nhân ta. Huynh không phải là nam nhân ta. Ta là nam nhân ta. Huynh không phải là nam nhân. Lẽ nào mắt tiểu đậu tử mờ rồi sao? Được, nếu không để ta chứng minh nhé. Chứng minh xem ta có phải là nam nhân không. Không, không cần đâu. Nếu như đối tượng là cô, ta rất vui đấy. Ta biết sai rồi. Huynh không phải là nam nhân. Huynh là thánh nhân. Huynh là quân tử. Xem ra không dạy dỗ cô một chút thì cô không nhớ. Phải để cô biết nam nhân đáng sợ đến mức nào. Ta biết sai rồi. Cái này cho huynh. Còn không mau thỉnh an với Vương Nội Thị. Tiểu Lâm Tử xin thỉnh an Vương Nội Thị. Vị này là, đây là nghĩa tử của ta. Từ nhỏ đã môi hồng răng trắng, trông còn xinh hơn một tiểu nương tử vậy. Ngài nhìn xem, vẻ ngoài khôi ngô như vậy, thái tử gặp rồi nhất định sẽ thích. Ta nghe nói phía bên thư phòng của thái tử đúng lúc đang thiếu một tiểu nội quan. Ngài xem nó đi. Giang Nội Thị, đây cũng có phải là tuyển phi tần cho thái tử đâu, cần khôi ngô làm gì? Chúng ta là hạ nhân, phải chú ý đến phẩm hạnh đoan chính, đầu óc thông minh, chân tay linh hoạt. Hơn nữa, Nội Thị viện đã chọn xong rồi. Giang Nội Thị, mời về cho. Ta mời về cho. Chuyện gì thế không biết? Ngọc Liễu, ra ngoài đợi hầu đi. Ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với thái tử. Vâng. Thư Lan, ngươi cũng lui xuống đi. Vâng. Thái tử, thủ ước, có tỳ chức, ngươi không cần tránh đi đâu. Vâng. Không biết võ tài nhân có chuyện gấp gì vậy? Mấy ngày gần đây, trong cung có rất nhiều lời đồn về thái tử vô cùng hoang đường. Ta vốn dĩ định bỏ ngoài tai, nhưng không ngờ tin đồn càng ngày càng nhiều. Cho nên ta mới đường đột đặc biệt đến đây nhắc nhở. Lời đồn liên quan đến ta, gần đây lan truyền rất nhiều ở trong cung. Thái tử rất ham mê nam sắc, lan truyền cũng rất chi tiết. Còn nói thái tử bao bọc người đó, thường chuyện đến đông cung gặp riêng. Bị nương nghĩ đây không phải là ám thị thái tử và tiểu đậu tử sao? Kiểu lời đồn bịa đặt này không cần thiết phải để ý. Làm sao thái tử vẫn có thể cười? Nhiều người nói dễ thành thật, lời đồn đáng sợ lắm. Thái tử vẫn nên cẩn thận đề phòng, đừng sơ ý. Lời của võ tài nhân chí phải. Thái tử điện hạ, xin hãy ứng phó thận trọng. Thảo nào gần đây cứ có tiểu nội quan tướng mạo khôi ngô tự tiến cử đến đông cung làm việc, nhất định là bị lời đồn này ảnh hưởng rồi. Nô tài mà biết bọn họ đều là nhắm vào cái này mà đến, nô tài sẽ dùng một chưởng đánh bọn họ quay trở về, để bọn họ tin đây là lời đồn vớ vẩn.
Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu ta vội vã biện bạch thì sẽ giống như có chuyện này thật rồi. A Thắng, ngươi đi nói với nội thị viện, Đông Cung tạm thời không nhận người, tránh để bọn họ có tâm tư khác. Vâng. Như thế dĩ nhiên có thể giảm đi được một chút lời đồn, nhưng Thái tử Điện Hạ nên tránh nhất là Tiểu Đậu Tử. Ta khen ngợi Tiểu Đậu Tử là bởi vì hắn làm việc đắc lực, đối với ta trung thành hết lòng. Nếu như ta vì những lời đồn vô vị này mà thờ ơ với hắn, há không phải khiến những người có lòng trung thành với ta thất vọng sao? Thái tử là chữ quân, làm những chuyện lớn. Nếu như bị những lời đồn vô cớ này làm hại, há chẳng phải rất không cần thiết sao? Vu oan giá họa. Nếu ta có ý tránh né, chỉ sợ bọn họ lại nói ta có tật giật mình. Hơn nữa, mấy hôm nay ta vừa hay có việc phải bàn bạc cùng Tiểu Đậu Tử, không thể vì lời đồn này mà làm lỡ việc chính. Nhưng Điện Hạ, võ tài nhân không cần phải khuyên nhủ nữa, trong lòng ta tự có cách. Đây là cái gì? Bệ hạ, đây là canh sâm mà Dương Phi tự tay nấu. Không phải chậm đã nói rồi sao, không cần nàng ấy ngày ngày nấu canh sâm cho chậm. Bệ hạ, nô tài khuyên rồi nhưng không khuyên được. Bẩm bệ hạ, hàng ngày Dương Phi còn sai người đến nghe ngóng, hỏi bệ hạ ăn có ngon không, ngủ có tốt không. Tinh thần của mẫu thân có vẻ tốt hơn nhiều rồi, đã chịu ra ngoài đi lại giải tỏa nỗi lòng rồi. Nhi tử trong lòng cảm thấy vui mừng. Ta ngày ngày dậy sớm nấu cho phụ hoàng con canh bồi bổ trong suốt một tháng. Phụ hoàng con mới nguôi giận. Chuyện lễ Vu Lan coi như qua rồi. Chuyện thái tử mê nam sắc đã truyền đến tai phụ hoàng con rồi. Phụ hoàng nói thế nào? Có tức giận không? Hôm qua phụ hoàng con tới cung Cẩm Lạc, một bầu tâm sự trùng trùng, dáng vẻ không tập trung, còn vòng vo hỏi ta rằng có nghe thấy lời đồn bất lợi với thái tử không. Ta chỉ giả vờ như nghe không hiểu, còn thuận thế khen thái tử vài câu. Bình Nhi, con phải nhớ rõ, liên quan đến lời đồn của thái tử, nhất định không được để lan truyền từ chỗ chúng ta đến tai phụ hoàng con, tránh phụ hoàng con nghi ngờ chúng ta bụng dạ khó lường. Đừng chỉ dựa vào lời đồn, không làm gì được thái tử cả. Nếu muốn lời đồn thành thật thì phải để phụ hoàng tận mắt nhìn thấy trò hề của thái tử. Đến lúc đó, xem ai có thể giữ được vị trí thái tử của hắn. Thủ ước, tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Mau quay về nghỉ ngơi đi, hôm nay ta không ra ngoài đâu. Vâng. A Thắng, đi gọi Tiểu Đậu Tử đến. Điện Hạ, số lần triệu kiến Tiểu Đậu Tử quả thật là rất nhiều rồi. Thần sợ lời đồn bên ngoài nhiều hơn sẽ bất lợi với Điện Hạ. A Thắng, việc Tiểu Đậu Tử làm, ngươi có làm được không? Nô tài không làm được. Đã không làm được, ngươi còn lắm lời cái gì? Nếu ngươi có thể làm được, ta đã không tìm đến hắn rồi. Đi mau đi. Vâng. Đừng làm loạn, để đó đi, để Tiểu Đậu Tử tự mình dọn dẹp. Vâng. Điện hạ thứ tội, buổi trưa nô tài thăm ăn bánh nếp nên bị nấc. Nô tài sẽ uống một ngụm nước, đợi trở lại bình thường rồi quay lại hầu hạ. Lui xuống đi. Vâng.
Rốt cuộc Vương đưa ta đi đâu vậy? Tại sao phải đi cửa sau? Lát nữa Vương Phục Thắng sẽ đến gọi cô đi gặp thái tử. Cô tránh một chút đi, thái tử tìm ta sao? Mấy ngày trước cô còn nói chuyện cần hướng dẫn thái tử. Đều đã hướng dẫn rồi, không phải gần đây thái tử không đến tìm cô sao? Có lẽ thái tử tìm ta để dặn dò chuyện khác. Cụ thể là chuyện gì phải gặp được thái tử mới biết. Gần đây trong cung có rất nhiều tin đồn liên quan đến thái tử. Cô chính là tiểu y quan như tranh vẽ mà thái tử thích đấy. Ta? Đúng là nói lung tung. Rõ ràng ta là con gái, cho dù thái tử háo sắc cũng là nữ sắc. Cô còn tâm tư mà đùa giỡn à? Những lời ta dặn dò cô xem như gió thổi qua tai ư? Những lời Bùi Lang Quân nói, tiểu đệ tử luôn ghi nhớ trong lòng. Thâm cung hiểm ác, phải cẩn thận mọi thứ, và còn phải giữ khoảng cách với thái tử. Mặc dù thái tử không có ác ý, nhưng bí mật của ta quá nhiều, làm không tốt sẽ trúc họa vào thân. Thật không biết phải làm sao với cô nữa. Tả vệ xuất. Sớm biết ngài cũng ở đây thì ta đỡ phải đến. Vương nội thị, sao hôm nay ngài lại nghĩ ra đi con đường tắt từ cửa sau vào vậy? Ta đến nội thị viện truyền lời nên đi đường tắt qua đây. Không ngờ hai người cũng ở cửa sau. Đi thôi tiểu đậu tử, điện hạ triệu kiến ngươi. Những lời Bùi Lang Quân dặn dò tiểu đậu tử đã nhớ rồi. Bùi Lang Quân không cần lo, tiểu đậu tử sẽ giải quyết ổn thỏa. Đi thôi. Nô tài sẽ đi làm ngay. Điện hạ, mẫu thân ta lúc này đang ở điện Cam Lộ à? Bẩm điện hạ, Dương Phi đang ở bên bệ hạ. Ông trời cũng giúp ta. Điện hạ, tiểu đậu tử đến rồi. Tiểu đậu tử tham kiến thái tử điện hạ. Đi đâu vậy? Sao giờ ngươi mới đến? Ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Điện hạ, nô tài đi làm việc trước. Tiểu đậu tử, lại đây. Điện hạ triệu kiến, không biết có dặn dò gì. Mười ngày mà thái tử giao chỉ mới qua có hai ngày. Thượng phụ cục nhiều việc, ta sợ ngươi làm dở chuyện cho nên mới gọi ngươi đến đây. Ngươi cứ vẽ ở chỗ ta, ở đây yên tĩnh. A Toàn, có nô tài, lời đồn trong cung đã ngừng chưa? Bẩm bệ hạ, nô tài đã trừng trị nghiêm khắc vài cung nữ nội thị nói bừa, đã ngăn cản được lời đồn rồi, quản được cái miệng, nhưng không ngăn được suy đoán trong lòng người ta. Chậm cũng luôn thấy kỳ lạ. Chị Nhi trước giờ luôn hành động cẩn thận. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện lời đồn như thế chứ? Khởi bẩm bệ hạ, Tào Vương điện hạ đến thỉnh an. Đi thần thỉnh an bệ hạ. Thỉnh an mẫu thân. Bình Nhi bình thân đi, tạ ơn bệ hạ. Mẫu thân không đến Đông Cung sao? Tại sao Ái Phi phải đến Đông Cung? Bẩm bệ hạ, mẫu thân nói thời tiết nóng nực, gần đây bệ hạ ăn uống không được ngon. Đông Cung có hồ sen tốt nhất, mẫu thân muốn đến đó hái sen, nấu canh sen cho bệ hạ giải nhiệt. Ái Phi có lòng rồi.
Bây giờ đang là lúc hoa sen nở rộ, lúc hạt sen già, trẫm cũng muốn đi ra sen. Chọn ngày không bằng gặp ngày, trẫm và Ái Phi cùng nhau đến Đông Cung ngắm hoa sen, hái đài sen. Thế nào? Có vệ hạ đi cùng, thần thiếp cầu còn không được. Bình Nhi đi cùng trẫm đi. Vâng. Điện hạ, nô tài đột nhiên cảm thấy thân thể không được khỏe, tay chân không có sức, nóng trong người. Hay là để nô tài đem bản vẽ về trước, chờ vẽ xong rồi sẽ gửi đến cho điện hạ. Có cần ta gọi thái y cho ngươi không? Nô tài chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi, quay về nằm một lát là được. Tạm vệ xuất. Ta muốn gặp thái tử, xin hãy thông báo. Thái tử đang bận không tiện làm phiền, mong tạm vệ xuất lát nữa hãy đến. Cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Điện hạ chê cười rồi. Sao nô tài lại ở đây nghỉ ngơi được chứ? Ở đây không có người ngoài. Ta bảo ngươi nghỉ thì ngươi cứ nghỉ. Đột nhiên nô tài cảm thấy đột nhiên đỡ hơn rồi, không cần làm phiền nữa. Chỉ là nô tài cảm thấy khát nước khó chịu, mong thái tử ban cho cốc nước. Nguyên Lãng, Nguyên Lãng, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Nếu muộn thì không hay, xin hãy thông báo cho. Thái tử dặn dò không ai được làm phiền cả, mong ngài quay về cho. Tài nhân, không phải người đến hoa viên tản bộ sao? Sao nô tỳ tìm hai lần cũng không tìm được vậy? Ta thấy thời tiết hôm nay tốt nên đi thêm vài bước, không nghỉ chân ở hoa viên. Ngươi tìm ta có việc gì không? Lúc nãy tả vệ xuất có ghé qua, định ở đó chờ võ tài nhân, nhưng đứng ngồi không yên, lại không chịu nói ra chuyện gì. Cuối cùng để lại một câu, mong võ tài nhân đến Đông Cung một chuyến. Đông Cung? Đã bao lâu rồi? Khoảng 4 khắc rồi. Vương đội thị, điện hạ và tiểu đội tử vẫn còn ở bên trong à? Vâng, được. Thái tử không cho làm phiền, vương đội thị để đồ ở đây. Lát nữa nô tài đem vào thay ngài. Tránh ra. Vâng. Không có phép tắc. Nguyên Lãng, ở đây không cần ngươi hầu hạ nữa, mau đi đi. Nhưng mà bớt lời đi, mau đi đi.
Vâng. Quay lại. Không được nói với ai Điện Hạ và Tiểu Đậu Tử ở Điện Gia Đức, biết chưa? Tiểu nhân đã rõ, mau đi đi. Chậm thôi. Nô tài không biết bệ hạ và Dương Phi đến Đông Cung. Nô tài đi mời thái tử ngay. Chờ đã. Bệ hạ và mẫu thân khó khăn lắm mới đến Đông Cung một chuyến, nhất định thái tử không ngờ tới. Hay là chúng ta cứ trực tiếp vào trong cho thái tử một bất ngờ. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Chấm cũng muốn xem thử thái tử đang bận những chuyện gì. Không cần bẩm báo thái tử đâu. Chỉ sợ là mất lễ nghi. Không sao cả. Thái tử đang làm gì thế? Thái tử đang đọc sách ở Điện Gia Đức. Lề mề gì nữa, còn không mau lên trước dẫn đường đi. Vâng. Võ tài nhân, ngươi là Ti chức Mạc Khôn, phó tướng của Tả Vệ Xuất, phụng lệnh ở đây đón võ tài nhân. Thời gian gấp rút, mời võ tài nhân theo nô tài đi cửa ngách. Bệ hạ, sao lại dừng lại? Bệ hạ, vừa nãy thần cũng không đi cùng thái tử, không rõ hiện giờ thái tử đang ở đâu. Chỉ bằng mời bệ hạ và Dương Phi vào điện nghỉ ngơi trước, thần sẽ tìm thái tử đến ngay. Bệ hạ, Vương Phục Thắng là nội thị bên cạnh thái tử, lý nào lại không biết thái tử đang ở đâu? Rõ ràng đang mở to mắt nói dối mà. Vương Phục Thắng, người giấu giếm như vậy sẽ khiến bệ hạ hiểu nhầm thái tử đang lén lút làm chuyện gì đó. Như vậy lại hại thái tử điện hạ thêm thôi. Xin bệ hạ thứ tội, Dương Phi thứ tội. Nói thái tử đang ở đâu, đang làm gì, tại sao không dẫn chẫm đi tiếp? Không dám giấu giếm bệ hạ. Chỉ là việc này thái tử đã dặn đi dặn lại nô tài, tuyệt đối không để ai biết chuyện này. Đặc biệt là không thể để bệ hạ biết. Nô tài không hề có ý giấu giếm, xin bệ hạ minh xét. Lập tức dẫn chẫm đi gặp thái tử. Vâng. Bởi bệ hạ, Dương Phi theo nô tài, thái tử đang ở hậu viện. Vương Phục Thắng, chẳng phải vừa rồi ngươi nói thái tử đang ở Điện Gia Đức sao? Không, thái tử không ở Điện Gia Đức, thái tử đang ở hậu viện. To gan lắm, dám lừa gạt bệ hạ. Thái tử thực sự đang ở hậu viện. Bệ hạ, họ đang làm gì vậy? Nàng hàng ngày sống trong nhung lụa, không biết cũng phải. Họ đang xe tơ. Năm đó, trưởng tôn hoàng hậu đã đích thân dạy người khác làm. Kia là chị Nhi sao? Bẩm bệ hạ, người đang làm bên đó chính là thái tử điện hạ. Bệ hạ tới Đâm Cung, nhi thần không thể nghênh đón từ xa, xin bệ hạ thứ tội. Hôm nay trận đến chỗ con là muốn thưởng hoa sen, vốn muốn dành cho con một niềm vui bất ngờ. Không ngờ người nhận niềm vui bất ngờ lại là chẫm. Chị Nhi, sức khỏe con vốn yếu ớt, sao lại đích thân nuôi tầm xe tơ, lại còn cố tình không để chẫm biết, giấu chẫm vậy? Nhi thần đang chuẩn bị lễ mừng thọ bệ hạ năm nay.
thọ lễ của trẫm. Việc này đã được chuẩn bị mấy tháng nay. Nhi thần dặn dò thuộc hạ không được tiết lộ nửa lời. Không ngờ rằng vẫn bị bệ hạ phát hiện. Hoàng huynh, không biết thọ lễ ở đâu? Bệ hạ còn nhớ không? Trước khi mẫu hậu Nhi thần mất, từng đích thân nuôi tầm xe tơ dệt thành tơ lụa, thể hiện sự kính trọng với người nông dân. Mẫu hậu quy tiên, phụ hoàng nhung nhớ mẫu hậu, thường đến điện lập chính ngắm nhìn khung dệt của mẫu hậu. Phải rồi, khi đó con còn nhỏ, trẫm còn trẻ trung. Lúc mẫu hậu con nuôi tầm xe tơ, chúng ta vẫn còn thường xuyên giúp đỡ. Chị Nhi cũng thường hoài niệm khoảng thời gian hạnh phúc đó. Thế nên thường cùng người thân nuôi tầm xe tơ, rồi cuối cùng Thái Tử Phi sẽ dệt thành tơ lụa, cuối cùng cắt đo may thành y phục dâng tặng bệ hạ. Đó là tấm lòng hiếu thuận của Nhi thần với bệ hạ. Cũng hy vọng điều đó có thể xoa dịu được nỗi nhớ mẫu hậu của bệ hạ. Trẫm vẫn luôn lo lắng cho con, quá tốt bụng mà không đủ cương quyết. Xem ra hôm nay trẫm lo nghĩ nhiều rồi. Con thân là thái tử, vừa hiểu đạo lý đích thân thị phạm, vừa có lòng hiếu thuận. Trẫm thấy được an ủi vô cùng. Bệ hạ, nghe nói kỹ thuật dệt lụa vô cùng phức tạp, không ngờ Thái Tử Phi còn có bản lĩnh này. Thần thiếp thật sự muốn được mở rộng tầm mắt. Thái Tử Điện Hạ, Thái Tử Điện Hạ, viên đội thị sao lại bất cẩn vậy? Không sao chứ? Không sao. Tả vệ xuất đến muộn một bước rồi. Thái tử đã rời đi rồi. Thần thiếp thỉnh an bệ hạ, thỉnh an vương phi. Mị nương, sao nàng lại ở đây? Thần thiếp đến Đông Cung học dệt tơ lụa để có thể đích thân may vá thêu thùa. Vậy còn tốt hơn ngày ngày nhàn rỗi trong cung tô son chát phấn, trêu chọc chó mèo. Nói hay lắm. Bệ hạ, tơ lụa này được dệt từ tơ do tầm thái tử điện hạ nuôi nhà ra. Mời bệ hạ xem. Tơ lụa này mềm mại bóng mượt, quả thật là hàng thượng phẩm. Thái tử phi, kỹ thuật này của con học được từ đâu thế? Bẩm bệ hạ, là nhi thần đồ tiểu đậu tử của thượng phục cục dạy họ. Tiểu đậu tử,
Bệ hạ, tiểu đậu tử này chính là người được thái tử ân sủng mà mọi người hay đồn đại. Tiểu đậu tử có ở đây không? Tiểu đậu tử khấu kiến bệ hạ. Ngẩng đầu lên. Bệ hạ còn nhớ lễ Vu Lan không? Người may y phục cho tiên hoàng hậu và thần thiếp chính là tiểu đậu tử. Dạo gần đây, nữ quyến và thần thiếp trong đông cung muốn học tay nghề thêu may quần áo nên đã mời hắn đến đây. Chắc do thường ngày chúng thần thiếp được tay bưng nước xót đã quen nên nay học được cái này, mai lại quên ngay. Vị tiểu đậu tử này cũng vô cùng nhẫn nại, hết lần này đến lần khác chạy đến đông cung, thực sự đã làm khó hắn rồi. Bẩm bệ hạ, võ tài nhân khiêm tốn quá đấy thôi, kỹ thuật dệt lụa vô cùng phức tạp. Các phu nhân tư chất thông minh lại chịu khó học hỏi, có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy, quả thật không dễ. A Toàn, có nô tài. Show.